Mỹ Lan thân mến, kính chào quý vị khán thính giả đến với chương trình Mỹ Lan Show được thực hiện hàng tuần vào ngày thứ năm lúc 6 giờ chiều và sẽ được phát lại vào ngày thứ sáu lúc 9 giờ 30 sáng. Ước mong quý vị đón xem và giới thiệu cho mọi người cùng xem. Và kính thưa quý vị, trong chương trình Mỹ Lan Show ngày hôm nay thì Mỹ Lan rất là hân hạnh được gặp gỡ một người chị đồng nghiệp cũng như là một người chị có thể nói rằng là trước năm 1975 chị đã từng là một nữ hoàng kích động trên những cái sân khấu vũ trường tại Việt Nam của chúng ta. Đó là nữ ca sĩ Carol Kim. Chào chị Kim. Chào Mỹ Lan. Carol Kim xin kính chào quý vị và rất là vui được có mặt trong chương trình của Mỹ Lan Show tối hôm nay. Có thể nói như là lâu lắm rồi chị em mình mới có dịp ngồi tâm tình nói chuyện nhau như thế này phải không đúng chị? Đúng rồi em lâu lắm, không phải là mấy năm mà. Em nhớ rằng là trong một cái chương trình mà em kỷ niệm anh Nhật Trường khoảng 4 năm. Vâng. Thì lúc đó em cũng mời chị Carol Kim, rồi anh Công Thành Liên đông lắm, anh chị em nghệ sĩ đông lắm, cũng đến một cái đài truyền hình VSN lúc đó em đang làm việc. Vâng. Để chị em mình cũng có một cái buổi trò chuyện, rồi sau đó là chị cũng lên trình diễn những cái ca khúc của Trần Thiện Thanh. Chứ bây giờ lâu lắm rồi chị em ngồi tâm tình, thì không biết là trong thời gian qua thì em thấy chị sinh hoạt rất là nhiều, chị đi hát khắp nơi, và nói tới chị thì là một thần tượng của em, là tại vì em cũng thích loại nhạc kích động. Chị hát nhạc tình cũng được, nhạc kích động cũng được, chị hát nhiều thể loại. Thế chị như vậy thì nói sơ qua thì chị có thể chia sẻ khán giả là trong thời gian vừa qua những cái sinh hoạt của chị hiện nay như thế nào? Chị thì vấn đề đi hát thì em biết rồi, mình cũng từ tốn thôi. Từ tốn có nghĩa là nó không có phải rộn ràng như hồi lúc mình còn nhỏ. Yeah. Nhưng mà nó cũng rất là vui, khán giả vẫn nhớ đến Carol Kim. Thì chị cũng đi show lai rai. Thì lúc nào mình gặp nhau những cái chương trình event giống như là nhiều khi mình đám cưới mình cũng gặp nhau. Yeah. Nhưng mà có những cái show thì mình không gặp nhau. Thì Carol Kim thì cũng cái quý vị cũng cũng hát lai rai, và nhất là những cái đêm mà thánh ca của của Công giáo. Tại vì Carol Kim về năm cái tháng tư này là đúng cái ngày là 4 năm Carol Kim trở lại đạo. Đúng rồi, em nhớ là thường thường á, em là người Công giáo. Vâng. Thì em nhớ là em hay thường đi nhà dòng ở trên Long Beach đó. Vâng. Của cha. Vâng. Nguyễn Trường Luân. Thì sau này thì em gặp lại chị, thì em thấy chị thường lui tới thánh đường đó. Rồi sau này em được nghe biết rằng chị được rửa tội. Trời. Chị trở thành một người Công giáo. Rồi chưa, một Carol Kim hát nhạc kích động, hát đủ loại thể nhạc. Em lại thấy chị lại tiếp tục ngoài những cái CD, những loại nhạc tình, nhạc kích động của chị, nhạc tiếng Anh vân vân, thì chị lại cho ra những cái sản phẩm như là nhạc thánh ca. Chị có thể nói là trong 4 năm qua mà chị được một cái ơn kêu gọi như vậy, rồi chị trở thành một người Công giáo, rồi chị thực hiện những CD như vậy, thì trong cái thời gian này cái tâm trạng của chị như thế nào? Thì rất là bình an, bình an khi mình tìm được cái một cái nơi mình biết chắc là mình sẽ đi xuống hết cuộc đời của mình, là mình thấy mình rất là an bình. Thì cái vấn đề mà thánh ca mà em nói đó là đúng ra là chị đã được cho được 3 cái CD thánh ca. 3 CD rồi. Vâng. Wow. Thì có rất là những cái hồng ân của ngài đã cho, và chị em biết là chị hát nhạc mạnh và nhạc dịch, nhưng mà cái thánh ca thì chị cũng đã thành công rất là nhiều. Và những người có Công giáo nhưng mà đạo thì họ cũng tiếp nhận nhiều lắm. Yeah. Thì nhưng mà em hỏi chị nha, khi em nghe chị hát nhạc tình rồi nhạc rock and roll rất là vân vân, thì khi mà chị chuyển sang hát những cái bài thánh ca thì cái tâm trạng của chị và cái cách thể hiện của chị nó có một cái gì nó khác biệt, mà có một cái gì nó khó khăn đối với chị không? Giống như chị đã nói rằng là khi mình được ơn của ngài thì hình như là ngài đã lèo lái cuộc đời của chị sau này, thì mình tự nhiên mình trầm lặng lại. Mình nhẹ nhàng hơn. Sự thật là tại vì nhiều khi cái tướng gì nó cao quá, nó thấy gồ ghề, người ta thấy chỉ dữ dằn sung sướng. Nhưng mà sự thật khi mình hát thánh ca thì giống như cha Trường Lương nói là hồi xưa là chị sợ lắm, chị nói cha con có hát thánh ca được không? Nó nói được chứ, nếu mà muốn thì được. Thì cái ngài cũng đã khuyến khích chị hát, là chị đã thành công trong cái đó. Nhưng mà thì mình ra một cái CD mà vừa ý cũng phải lâu lắm, em biết không? Thành dạ, ra vâng. Cái đó cũng mình cầu nguyện thêm, nếu mình chị cũng sắp sửa ra thêm một cái nữa, một CD thánh ca nữa, nhưng mà chị không biết khi nào mà hoàn tất, thì cái đó cũng
chỉ giao cho ơn trên thôi. Dạ đúng rồi. Thật sự ra đối với cái tuổi của chúng ta, cái thưa quý vị, dĩ nhiên con người ta cũng phải là có một cái thời gian trôi qua. Nhưng mà thật sự nha, hồi tưởng lại thời gian chị đi hát trước 75 rồi bây giờ sau 75 cho tới tại hải ngoại, tên tuổi của chị vẫn còn tồn tại, vẫn còn được khán giả thương mến. Và đặc biệt là em thấy chị vẫn đi trình diễn nhiều nơi và sẽ được sự đón tiếp nồng hậu của khán giả thương mến giọng hát của chị. Nhưng mà thưa chị, vậy thì lúc sau này dĩ nhiên cái đó là những cái CD chị hát cho những cái thánh ca hay là những cái hội đoàn thôi. Còn khi mà chị đi ra ngoài trình diễn show, thì thường đó, đi show đó, thì thường là các khán giả thích cái chị thổi loại nhạc nào? Thì họ vẫn muốn nhạc quậy. Nhạc quậy? Thường là chị thích nhạc loại gì nhá? Sự thật đó là mình đi trình diễn đó, Mỹ Lan, thì cái đó là cái tâm lý khi mà người ta đi chơi hoặc là người ta đi tìm một cuộc vui. Đêm đó là mình không thể nào AA được. Nhưng mà bây giờ nó có cái dòng nhạc bolero thì cũng rất là hay. Bolero tới cái nhạc tình, bolero thì nhạc đó thì đối với chị cũng dễ thôi, tại chị cũng từng hát nhưng mà khán giả lại không chịu, không phải là người ta thích nhưng mà người ta lại muốn chị quậy, thật ra mình cũng phải quậy thôi. Không, sự thật ra mình là ca sĩ thì em cũng hiểu rằng là nhiều khi mình, cái thưa quý vị, khi mà đi hát mỗi nơi thì tùy theo khán giả này, tùy theo cái không khí trong cái buổi nhạc đó, nó làm cho mình tự nhiên mình sẽ tìm những cái bản nhạc mà nó phù hợp cho cái buổi biểu diễn đó, đúng không chị? Có một lần chị đi hát cái chương trình của gây quỹ cho mấy người mà miền cao nguyên đó, tất nhiên là tầm mà thiểu số Tây Nguyên, mà cái tỉnh rất là nhỏ em biết không, nhưng mà người ta muốn hát nhạc quê hương, tại vì ông cha muốn chị hát nhạc quê hương, thì chị cũng có nhiều nhạc quê hương nhưng mà có nhiều nhạc quê hương quá đặc thù quê hương, thành ra chị lựa chọn một bài là của hình như của nhạc sĩ Anh Bằng á, bài nó phải của nó sinh ra phải bài đó không? Tại đó thằng bé âm thầm đi vào ngõ hẹp và nhỏ nhỏ gì đó mà phải của Anh Bằng, rồi cùng một bài nữa là chị lựa bài đường xưa lối cũ. Thì chị đã nói rằng là khi tùy cái chương trình, rồi sau đó đó thì bắt đầu nhạc giả vũ thì là quậy tưng trời, thì người ta đâu có cho mình hát cái nhạc mà kêu là serious mà nghiêm trang nữa. Thường thường em thấy là thường lúc sau này mình đi hát đó thì lần thường nó có hai phần, không chị? Phần đầu là nhiều khi mình hát mới bắt đầu vô, người ta chưa có hứng khởi lắm, mình chưa có warm up lên, thường thường mình hát những cái loại nhạc theo cái chủ đề của cái buổi trình diễn đó. Nhưng mà sau đó hầu như là ai cũng muốn cái những cái bản nhạc mà vui tươi để mà hâm nóng cái sân khấu lên cho nó vui tươi hơn. Nhưng mà chị nói em nghe, nó tùy chương trình thôi, chẳng hạn như chương trình mà Cảm Ơn Anh thì nhạc lính thì mình đâu có hát được cái gì, nhưng mà chị thì cũng vẫn không tưng được như chị Mai Lệ Quyền, nhưng mà chị có những nhạc phẩm lính, chẳng hạn như mới kỳ rồi thì chị hát cái chương trình Cảm Ơn Anh kỳ, không phải kỳ này nhưng mà kỳ năm ngoái, là không biết kỳ thứ mấy đó, nhưng mà chị đã hát cái bài Tấm Theo Bài Rách Tên, bài đó rất là hay. Lần trước nữa thì chị hát Anh Ở Lời Sạc Ly, nhạc của anh chứ. Trời ơi, người ta thích quá trời vậy đó. Không, thật ra em thấy cái giọng hát của chị á, thực sự ra nó không có chuyên đề một cái thể loại nhạc nào hết đó. Hầu như em thấy chị hát loại nhạc nào cũng hay hết trơn á. Có thể cái giọng của chị, không, cái này em nói thật, khó của một người ca sĩ nào, tại chị nghĩ đây có những cái giọng như là như chị Hương Lan đi, chị hát vẫn lẹt nhạc quê hương. Chứ giờ bảo chị mà hát những loại thể nhạc kích động chị là không có phù hợp. Hoặc là ngược lại, có những người mà giống như Linda Trang Đài đi, hát những loại nhạc kích động, nhưng mà khi bảo hát những loại nhạc bolero mà dân ca không hợp. Nhưng mà em cảm thấy cái giọng của chị rất là đặc biệt, nó phù hợp nhiều thể loại. Bây giờ còn thêm thánh ca nữa, vậy là trùm luôn á nha. Mỹ Lan nhiều khi chị mặc áo dài người ta hú hồn luôn. Thì bởi vậy thì lúc sau này em gặp chị là đa số em thấy chị mặc áo dài, vân vân. Và kính thưa quý vị, nói đến nữ ca sĩ Karen Kim là một thần tượng của rất là nhiều người, mà Mỹ Lan là nghĩ là rất là nhiều thập niên qua mà chúng ta vẫn luôn dành cho chị những cảm tình thật là nồng hậu. Và sau một vài giây phút thông tin thương mại đã bảo trợ cho chương trình, với một quý vị giữ màn hình cái đài SET 57.4 và cũng là trên hệ thống Galaxy 19 trên khắp 50 tỉnh bang Hoa Kỳ, chúng ta sẽ trở lại tâm tình tiếp với lại nữ ca sĩ Karen Kim nha quý vị. Chung luôn á, cái logo của em đó anh yêu. Yêu vấu á. Dạ. Vô logo anh á. Okay.
vị rất nhiều vẫn giữ màn hình cái đài SET 57.4 và trên hệ thống Galaxy 19. Thưa quý vị, với chương trình Mỹ Lan Show được thực hiện hàng tuần vào ngày thứ năm lúc 6 giờ chiều, cũng như là sẽ được phát lại vào ngày thứ sáu lúc 9:30 sáng. Ước mong quý vị đón xem và giới thiệu cho mọi người cùng xem. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục câu chuyện với nữ ca sĩ Karen Kim. Và thưa quý vị, như Mỹ Lan đã thưa với quý vị rằng là mỗi năm thì Mỹ Lan đều có một cái chương trình kỷ niệm anh Nhật Trường, Trần Thiện Thanh. Và năm nay thì như thường lệ thì Mỹ Lan cũng đã tổ chức một chương trình chủ đề, đêm ca nhạc chủ đề Anh Không Chết Đâu Anh, là một sáng tác bất hủ của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, để ca ngợi những người lính Việt Nam Cộng Hòa, và cũng để như Mỹ Lan tưởng nhớ đến một người nhạc sĩ đa tài, đa tình. Tuy anh đã ra đi 12 năm, nhưng anh vẫn sống mãi trong lòng của chúng ta qua những bài hát, qua những tác phẩm bất hủ của anh. Và đặc biệt, Anh Không Chết Đâu Anh cũng để vinh danh những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Và chúng ta đang bước vào tháng Tư Đen, một tháng Tư chúng ta tưởng niệm ngày Quốc Hận. Thành ra Mỹ Lan đã nhân cơ hội để mà thực hiện cái chương trình sẽ được tổ chức vào ngày 12 tháng năm sắp tới đây, thì Mỹ Lan đã lòng thay đó những cái mảng ca nhạc ngợi ca người lính, vinh danh người lính qua những sáng tác của Trần Thiện Thanh, và kèm theo đó là những bản nhạc quê hương, những bản nhạc trữ tình, ca ngợi tình yêu tuổi trẻ, vân vân, sẽ được gửi đến quý vị vào ngày thứ sáu 12 tháng 5 lúc 6 giờ chiều tại nhà hàng Paracel Seafood thuộc thành phố Westminster. Kính thưa quý vị, đây là một chương trình với tất cả anh chị em nghệ sĩ tham dự rất là đông, như là Mai Lê Huyền, Phương Hồng Quế, Trang Thanh Lan, Khánh Hoàng, Nguyễn Tiến Dũng, Karen Kim, Băng Châu, Philip Huy, Mỹ Huyền, Quốc Anh, Đăng Vũ, Đức Phượng, Xuân Lan, Vi Lan, Nguyễn Thành, MC Đỗ Thanh, phụ diễn Minh Họa với Hội Bảo tồn Truyền thống của Lực Việt Nam Cộng Hòa. Âm thanh ánh sáng sẽ do anh Richard Long Nguyễn phụ trách, với ban nhạc The Young Brothers. Thiết kế sân khấu sẽ do họa sĩ Nguyễn Thành Thống thiết kế. Và chúng tôi một cái giá vé thật là đặc biệt, VIP là 50 Mỹ Kim và vé thường là 40 Mỹ Kim. Mỹ Lan sẽ kèm tặng cho quý vị một DVD hoặc là CD của Nhật Trường Music. Mọi chi tiết về chương trình kỷ niệm 12 năm Nhật Trường Trần Thiện Thanh với chủ đề Anh Không Chết Đâu Anh, mời quý vị hãy liên lạc với Mỹ Lan đặt bàn ngay, tại vì Mỹ Lan không còn nhiều bàn nữa, để chúng ta có được một buổi tối thật là ấm cúng. Vì Mỹ Lan biết rằng tuần lễ đó cũng là tuần lễ Mother's Day, thì Mỹ Lan hy vọng rằng là quý vị dẫn mẹ hay là dẫn gia đình đến dùng cơm tối và đi thưởng thức một chương trình với chủ đề Anh Không Chết Đâu Anh, đêm kỷ niệm 12 năm của Nhật Trường Trần Thiện Thanh, với số điện thoại của Mỹ Lan là 714-330-1437. Rất cảm ơn quý vị. Và như quý vị ơi, Mỹ Lan vừa mới giới thiệu đến quý vị, vẫn có sự hiện diện của nữ ca sĩ Karen Kim, một người chị thân thương của Mỹ Lan, cũng sẽ góp mặt trong đêm dạ tiệc kỷ niệm 12 năm của anh Nhật Trường. Chị Karen Kim, thì trở lại cái dòng nhạc đi, thì nói đến dòng nhạc bolero, anh Nhật Trường là nói đến dòng nhạc bolero, nhạc lý là chị đã hát thành công rồi. Như vậy thì ở trong cái chương trình này lần này thì chị sẽ dự định là sẽ hát thể loại nhạc nào trong chương trình của em nè? Chị thấy là trong chương trình em rất là hùng hậu và rất nhiều ca nghệ sĩ góp mặt, thì những nhạc phẩm mà của anh Nhật Trường Trần Thiện Thanh là chị rất là mê nhạc của anh. Nhưng mà nhiều khi chị em mình không gặp nhau để tâm sự, thì sự thật là dòng nhạc anh là quá tuyệt vời. Những cái bài hát của anh đặt á, chị đã nghiên cứu, đã chị cũng hát nhiều bài của anh lắm mà không, nhiều khi mình, tại vì cái những cái bài hát mà anh đặt đó nó thành ra một câu chuyện chứ không có phải là đặt bậy tầm bạ, hay là những cái lời văn tự của anh đó là một cái câu chuyện. Mà khi mình học đó, mình học nó rất là dễ nhớ lắm. Dạ, nó giống như một, cái câu chuyện. Bởi vì có nhiều bài giống như Rừng Lá Thấp, Biển Mặn, trời ơi chị mê. Nhưng em vẫn mê chị hát cái bài mà từ đó em mùa đông, mùa đông, mùa đông của anh. Dạ, dạ, dạ. Em nhớ là cái cách đây mà cái năm mà chưa kỷ đặt niệm tên á. Chưa một chuyện dạ, đó. Bài nhưng hay mà lắm. Rất là nhiều người hát, thành ra cái đêm của em đặc biệt đó, chị cũng searching để chị cũng hỏi qua ý kiến của em là mình nên họp bài nào để mình chị em mình không có dẫm lên nhau để những bài hát trùng, tại vì bài anh rất là nhiều mà ca sĩ nào cũng hát hết. Dạ. Thành ra chị không biết chị phải hát cái gì, nhưng mà sự thật đó thì chị cũng muốn giấu bí mật chứ. Dạ. Nhưng mà nó sẽ đổi một cái version rất là different. Nhưng mà em bảo chứ quý vị, Mỹ Lan bảo đảm với quý vị rằng là
dĩ nhiên những cái tác phẩm Trần Thiện Thanh quý vị nghe rất là nhiều, nhiều ca sĩ hát khác nhau, nhưng mà đặc biệt với sự mà một phần trình diễn của nữ ca sĩ Karen Kim chắc chắn sẽ tạo nên một sự thích thú, một sự mới lạ, mới một lạ. Cái sự rất là đặc biệt ở trong chương trình của Mỹ Lan mà chúng ta phải bí mật để quý vị, khi mà quý vị tới, khi mà chị Karen Kim xuất hiện thì quý vị sẽ thấy rằng là thật là tuyệt vời. À, thưa chị, như vậy trở lại với dòng nhạc Trần Thiện Thanh, như vậy thì khi mà chị đi ra ngoài trình diễn show đó, có bao giờ mà chị hát nhạc của anh rồi được người ta yêu cầu nhiều không? Có, nhưng mà chị rất tiếc là chị, tại vì mình không hát được nhiều. Thì đó. Thành ra mình không có thuộc lời. Tại vì sao em hát, mình nghệ sĩ nha, em biết rồi, ca sĩ. Khi nào mình hát hoài cái bài đó thì là mình sẽ biết lời. Mà chị không phải là chuyên trị về nhạc của anh. Không phải là chị không chuyên trị được. Chị vẫn chở được những dòng nhạc của anh, nhưng mà chị không hát hoài của nhạc của anh được. Thành ra chị không... Có một lần có một người tới, chị Carrie Kim mà yêu cầu một cái chị muốn té xỉu luôn. Là tại vì trong cái CD, từ đó em buồn. Wow. Một cái bài đó nhiều khi họ đã nghe chị, hát, nghe trong chị hát trong CD. 14 đó. Tình khúc đặc biệt của chị. Đúng. Oh my god, cái chị nói trời ơi, chị feel very bad. Lúc đó thì chị rất là hối tiếc là tại sao chị không hát được cho cái... Tại vì chị rất trân trọng khán giả mà thích chị hát và mà ta yêu cầu. Mà chị hát không được, đó là chị buồn lắm. Vâng, thực sự ra đó chị Karen Kim, em thấy là nhiều khi một cái chương trình đó, nhiều khi mình hát có một bài, hai bài thôi. Dạ, đúng rồi. Mà đa số cái chương trình mà dạ vũ là người ta toàn là yêu cầu chị hát những loại nhạc kích động. Mà nhạc của anh đã làm nhạc là nhạc một tường, tự truyện hay là tự thuật hay là kể chuyện về một đời lính. Thì làm sao mình hát nhạc nhảy động được? Dạ, đúng. Thành ra nó cũng khó, phải không? Nhưng mà có, mình có nhiều người, nhiều khán giả khác nhau. Nhưng mà cái đó mình cũng thông cảm. Nhưng mà có những khi mà người ta bước tới, người ta yêu cầu em hát một cái nhạc mà nó không phải là cái character của em, mà em rất là vui. Tại sao người ta nó lùng, người ta kiếm cái nhạc ở trong một cái CD rất là cũ. Mà người ta nói trời, em chỉ mê chị nghe cái bài đó. Oh my god. Rồi có một lần chị hát bài Anh ở lời Charlie. Thì tại vì sự thật chị không có nhiều nhạc lính. Nhưng mà tại chị không phải không muốn, mà tại vì chị, người ta không có không cho chị hát nhạc lính nhiều. Cứ gặp là nhạc toàn là nhạc ngoại quốc không. Tới khi mà chị hát được cái nhạc Anh ở lời Charlie, thì khi mà chị hát xong, cái khán giả thích vô với chị Kim: em nghe bài này rất là nhiều người hát, nhưng mà chị the best one I ever loved is this song. Thì em nghĩ là không, cái đó là cũng nhờ là mỗi người chuyên chở một kiểu khác như, nhau. Như em vừa mới trình bày với chị rằng là trong một cái chương trình á, thực sự ra thưa quý vị, đâu phải ca sĩ chúng tôi, hàng trăm bài, nhiều tác giả, không thể nào một người ca sĩ có thể thuộc lòng được hết. Nhiều khi mình sắp sửa đi hát một cái chương trình gì đó là mình mới chuẩn bị, như chị nói, chuẩn rồi, bị nhạc quê hương. Chứ dù mình đi hát cho chùa, mình đi hát cho nhà thờ, hay là mình chắc một cái chủ đề, mình mới chuẩn bị thôi. Nhiều khi khán giả đột xuất chạy vô nói: tôi muốn yêu cầu chị hát mà bài đó. Mà mình không ngờ người ta lại nghe cái tới đó. Mới vậy làm sao mình thuộc được. Chính bản thân em là nhiều khi khán giả cũng là bảo là nhiều khi cũng yêu cầu nhạc Trần Thiện Thanh nha. Mà em nói em không thuộc. Nói làm sao bây giờ. Nhưng mà đâu sao mình thuộc hết được chị. Đúng. Thành rồi. Ra là cứ thưa quý vị nói như vậy rằng là thực sự các ca sĩ rất là mê nhạc của anh. Nhưng mà đâu phải lúc nào cũng phải thuộc lòng, phải không chị? Dạ, vâng. Thành ra em nghĩ rằng là rất là vui. Lần này đây thì em nhớ đến chị. Thật sự ra năm nào chị cũng biết là ai, anh em nghệ sĩ đốn rất là đông. Thì năm nào cũng phải mười mấy, hai chục ca sĩ. Mà em cũng muốn mỗi năm em thay đổi để cho mọi người, ai cũng mỗi lần mà em thực hiện thì ai cũng muốn đến với em hết. Thật ra em rất là vui. Cảm ơn chị Karen Kim đã có thể nói lần này đã đến với lại chương trình của Mỹ Lan kỷ niệm 12 năm anh nhập trường. Và em nghĩ rằng là tất cả các phần trình diễn của chị thật là đặc biệt, rất là tuyệt vời. Như vậy thì chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, thì chị có thể gửi lời chia tay cũng như là chúng ta chắc là hẹn một lần nào nhà nào đó và có chuyện gì vui chúng ta cùng lên tâm tình tiếp nha. Chị Karen Kim, chị cũng cảm ơn Mỹ Lan kỳ này cái 12 năm để kỷ niệm của nhật trường Trần Thiện Thanh đó, thì chị cũng cảm ơn em. Nhưng mà chị rất là vui được góp mặt và nhất là được hát những âm nhạc của anh. Và chị hy vọng là quý vị sẽ tới rất là đông đảo. Và đặc biệt trong cái chương trình của Mỹ Lan trong 12 tây tháng 5, tức là tối thứ 6 tại Paracel. Và em có thêm tiếp và tục cái chị phần giới thiệu đó. Vâng, chúc quý vị, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe buổi tâm tình của Mỹ Lan và nữ ca sĩ Karen Kim qua những cái sinh hoạt văn nghệ của chị. Và cũng rất là vui được góp tiếng hát của chị Karen Kim trong chương trình kỷ niệm 12 năm của cố ca nhạc sĩ nhật trường Trần Thiện Thanh. Một lần nữa Mỹ Lan kính mời quý vị
vị hãy đến với gia đình Mỹ Lan, gia đình của anh chị em nghệ sĩ luôn thương mến anh Nhật Trường vào ngày thứ sáu 12 tây tháng 5 tại nhà hàng Paracel Seafood lúc 6 giờ chiều. Chương trình rất là đúng giờ, từ 6 giờ tới 7 giờ là chụp hình lưu niệm. 7 giờ chúng ta vào tiệc, đến 8 giờ rưỡi tối chúng ta có một chương trình văn nghệ bỏ túi vui với nhau, và đúng 8 giờ rưỡi sẽ là vào chương trình chủ đề Anh Không Chết Đâu Anh với tất cả anh chị em nghệ sĩ Mỹ Lan, Trần Thiện Anh Chí, Mai Lệ Quyền, Phương Hồng Quế, Trang Thanh Lan, Khánh Hoàng, Nguyễn Tiến Dũng, Karen Kim, Băng Châu, Philip Huy, Mỹ Huyền, Quốc Anh, Đăng Vũ, Đức Vượng, Xuân Lan, Vi Lan, Nguyễn Thành, MC Đỗ Thanh và cùng với Hội Bảo tồn Truyền thống Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Giá vé chỉ có 50 Mỹ Kim và 40 Mỹ Kim bao gồm ẩm thực tại nhà hàng Paracel, cũng như là tặng cho quý vị một DVD hoặc là CD của Nhật Trường Music. Mọi chi tiết quý vị liên lạc cho Mỹ Lan 714-330-1437. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi, một lần nữa cảm ơn chị Karen Kim. Và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Mỹ Lan Show vào ngày thứ 5 tuần sau. Anh không chết đâu em. Hân hạnh giới thiệu và tùy tưởng nhóm 12 năm Nhật Trường Trần Thiện Thanh với chủ đề Anh Không Chết Đâu Anh, được tổ chức vào lúc 6 giờ chiều thứ 6 12 tháng 5 tại nhà hàng Paracel Seafood. Hãy đến để nghe lại những tác phẩm bất hủ của Trần Thiện Thanh để cùng hát cho lính và những người yêu lính. Một đêm ca nhạc được dàn dựng công phu với Mỹ Lan, Anh Chí, Mai Lệ Huyền, Phương Hồng Quế, Trang Thanh Lan, Karen Kim, Băng Châu, Philip Huy, Mỹ Huyền, Quốc Anh, Vi Lan, Khánh Hoàng, Đăng Vũ, Nguyễn Tiến Dũng, Xuân Lan, Đức Vượng. Điều khiển chương trình MC Đỗ Thanh, ban nhạc The Young Brothers, ánh sáng Richard Long, thiết kế sân khấu Nguyễn Thành Thống, quay phim Nick Trần, phụ diễn Minh Hòa, Hội Bảo tồn Truyền thống Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Giá vé bao gồm 8 món ăn 40 Mỹ Kim, VIP 50 Mỹ Kim, kèm tặng quà tặng Nhật Trường Music. Mỹ Lan trân trọng kính mời 714-330-1437.